À, chị cho em biết tên của chị ha. Em là Trương Thị Họa. Trương Thị Họa hả chị? Họa 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 mi ạ. Dạ Họa My. Dạ chị Họa là năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ em sinh năm 1958, năm nay tuổi chính rồi em là 65. Dạ, Thì dạ là chị Họa ơi, 66. là em còn nhỏ Dạ. hơn chị nhiều nên là mình Vâng. xưng hô chị em nha. Vâng ạ. Dạ Vâng ạ. rồi, chị Họa hiện tại là ở tỉnh thành nào? Em đang ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ạ. À, ở Hà Nội. Rồi Vâng. vậy vậy cho em hỏi là hôm nay chị Họa kết nối là để kiếm ai? Dạ em kết nối là để tìm ông bác mới lại ông anh cho bà chị chồng em ạ. À, ông bác và ông anh về bên chồng. Vâng. Dạ. Vậy có nghĩa là con của ông bác đúng không? Bác và con của ông bác đúng Vâng. không? Ừ. Vâng, con trai của ông bác. Rồi. Rồi chị cho em biết là ông bác tên gì? Ông bác là em là tên là Mai Xuân Sinh, tức tính. À, chị nói lại giùm em. Mai Xuân Sinh, tức tính. Mai Xuân Sinh tức tính hả? Tức tính có nghĩa là Vâng sao? ạ. Là tức là mở ngoặc là tên là tính nữa. À, còn có hai tên. Vậy là Mai Vâng. Xuân Sinh, hay còn gọi là Bác Tính, đúng không? Vâng. Dạ, Vâng ạ. xinh xinh là trong từ xinh đẹp hay là sao? Xin yes À, xinh đẹp ở trong từ xinh đẹp. Dạ. ạ. Vâng. Mai Xuân Không. Sinh, hay còn gọi là Bác Tính. Vâng. Rồi, vậy Xin bác yes S sờ 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 nặng sinh sờ gọi là nặng. sinh sinh Mai Xuân Sinh trong thì sinh Vâng. đẻ. Dạ Vâng. Đấy ạ. rồi, vậy vậy cho em hỏi là bác sinh năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi? Bác em thì năm nay không còn đâu. Bác em sinh 1907. Dạ 1907. Vâng, Rồi không còn. vậy, rồi không còn, đúng rồi. Rồi còn Vâng. con của ông bác tên gì? Con của ông bác em là Mai Xuân Di. Mai Xuân Di. Dạ Di trong từ Di. di chúc ha. Vâng. Không, R, R, R. Di hả? Mai Xuân Di ạ. À, Di trong từ, ví dụ như là gà ri phải không? Trong từ gà ri phải không? Vâng ạ. Đúng rồi. Dạ Mai Xuân Vâng Di. ạ. Rồi Vâng. rồi anh Mai Xuân Di là sinh năm mấy? Anh Mai Xuân Di là sinh năm 1929 ạ. 1929. Ồ, lớn vậy rồi các à. Vâng ạ. Thì Dạ. năm nay mà anh em còn thì khoảng độ năm nay mà anh em còn thì năm nay anh em 94 tuổi. Dạ. Rồi vậy là kiếm nguồn gốc thôi, kiếm kiếm đời thứ ba, kiếm con của chú Mai Xuân Ri. Và Dạ con. con của ông Mai Xuân Sinh Dạ tính rồi cháu ạ. cháu của ông Mai Xuân Sinh. Dạ. Vâng. Con của Mai Vâng. Xuân Di hoặc là con cháu chắt luôn á. Vâng. Rồi rồi cho em hỏi là trong cái quá trình thất lạc nhau ra sao, rồi chị kể cho em nghe. Dạ em kể cho chú nghe, tức là năm 1941 là bác em, tức là bà vợ của bác em tức là mất, thì là đến năm 1941 là bác em dắt hai con đi bảo đi lên xứ Thái Đại Từ làm ăn. Xứ Thái Đại Từ là tỉnh nào? Ở tỉnh Thái Nguyên nè. Dạ, Thái Đại Từ ở tỉnh Thái Nguyên đi làm Nhưng ăn rồi. mà bác em là dắt hai con là đi xuống tàu thủy bến Ngô Đồng. Rồi, Tức tàu là thủy bến bác Ngô em Đồng. ở Nam Định, Dạ. ở giao thủy Nam Định. Dạ. Và đi lên đến bến phà bến phà Hà Nội. Lên bến phà Hà Nội xong thì là dắt hai con vào ga Hà Nội. Dắt hai con vào ga Hà Nội thì là bị bán một cô con gái, bảo là hết tiền đi rồi thì là bán một cô con gái, là lúc đấy là bác là anh là 12 tuổi và em là 9 tuổi, thì cô em gái 9 tuổi là bán cho một cái bà ở đây, là bà ấy ra Hà Nội xong bà ra ga là bán một đồng, Dạ bán vậy một xin đồng. dạ vậy xin thưa là cái cô gái 9 tuổi đó là tên gì? Tên là Mai Thị Doan.
Mai Thị Doan, vậy là hôm nay là con cháu của bà Mai Thị Doan kiếm cha và kiếm ấy đó hả? Vàng kiếm tức là Mai Thị Doan đấy là bà chị em là hiện nay hạn còn còn sống. Năm nay 91 tuổi. 91 tuổi. Vậy là kiếm kiếm cha là Mai Xuân Sinh và kiếm anh trai là Mai Xuân Di. Rồi vậy trong quá trình mà bán cô con gái đó thì bây giờ cô con gái kiếm cha và kiếm anh đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà cô em bây giờ là 91 tuổi rồi, nhưng mà cô em là mắt kém nên là cô không bảo được, thì là có nghĩa là em là người đại diện lên chương trình giúp cô em, giúp chị em. Rồi. Vậy Thế là cô là em lại nói với chú Vĩ là năm 1989 là có một ông bác, có một ông già đầu râu tóc bạc và đeo ba lô về vào nhà ông anh thứ ba của em, tức là vào đấy xin một người xin mượn điếu và xin điếu thuốc lào. Và bác bảo rằng là xong bác bảo rằng là trâu đi tìm cọ thì cọ không đi tìm trâu, có nghĩa là ông anh lúc đấy cũng không biết thế nào cả, thì là xong xin mượn điếu, xong xin điếu hút điếu thuốc lào, xong là bảo thế thì là lại đeo ba lô đi, thì bảo là tôi từ xứ Thái Đại Từ về đây. Nhưng mà nhà em cũng đi tìm nhiều rồi ấy, ở trên Thái Nguyên rồi, nhiều nhà anh, anh ấy đi bên công an, anh học ở trên đấy 18 tháng, anh cũng ở trên trung cấp của công an ở trên Thái Nguyên ấy, anh ấy cũng đi tìm nhiều nhưng mà không thấy. Thì bây giờ em thấy cái kênh của Tuấn Vy, em xem đêm đoạn em cũng xem đến tận 1 giờ sáng, hôm nào em cũng xem, tức là em tha thiết rồi để chị em ăn còn, nên là em tha thiết là để tìm để xem. Cái thứ nhất là bác em lên trên đấy là bác em có lấy bà nữa rồi thì bác em lại sinh con đẻ cháu, thì là bây giờ muốn tìm lại nguồn gốc để xem là bác em ở đâu và anh em ở đâu và còn con cháu của bác em và của anh em gia đình em mong muốn. Tại vì là ông bố chồng em ấy thì là em của bác, thì là cũng mất năm 1993 rồi, thì lúc đấy là ông bố em là 84 tuổi. Thế nhưng mà bây giờ là cô thì bây giờ chị thì bây giờ mắt mũi kém rồi cũng không ấy được, thế cô bảo là cũng tha thiết, con cháu của cô là cũng tha thiết để tìm lại mình gỡ xem là ông rồi thì bác là ở đâu. Thế rồi xem là ông em lên đấy thì ông em có biết không, thì bà nào chẳng hạn, thì bây giờ Rồi, bà ok vẫn nha. còn, tại vì lúc đi là bà bác em đã 34 tuổi rồi mới đi mà, dắt hai con đi mà. Thưa chị là em đã nắm được cái nội dung trên cơ bản rồi. Thì bây giờ em xin tóm tắt lại câu chuyện một chút xíu. Thì chỗ nào chưa đúng thì chị bổ sung thêm, và còn đúng rồi thì chủ yếu là lấy cái thông tin cơ bản đó chị ha. Hôm nay bác lên chị lên chương trình đó là kiếm ông bác tên là Mai Xuân Sinh, sinh 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 trong từ sinh đẻ đó, hay còn gọi là Bác Tính, sinh năm 1907 phải không chị? Sinh năm 1907. Thì bên cạnh đó thì là vào những năm 41 thì do gia đình khó khăn, vì vậy cho nên là người vợ thì mất, vì vậy cho nên là bác đã dẫn hai người con đi lên xứ Thái Đại Từ trên Thái Nguyên để lập nghiệp. Thì khi khi đến Nam Định đó thì là bác có cho một người con gái Ông bà về lên em bổ sung là tôi đi từ bến Ngô Đồng của tỉnh Nam, của Giao Thủy Nam Định từ lên Nam Hà Định. Nội ạ, lên Rồi bến Phà Hà Nội ạ, rồi vậy là di bến chuyển từ Nam Định Phà lên Đen Hà Hà Nội, Nội. vàng rồi từ Giao Thủy Nam Định cho rồi lên đến Hà Nội rồi xong vào ga Hà Nội ạ. rồi vào ga Hà Nội thì cho người con gái 9 tuổi. Người người con gái tên là Mai Thị Đoan phải không? Mai Thị Doan Doan. Doan. Mai Thị Doan. Rồi cho ở ga Hà Nội, vì vậy cho nên là hai cha con lại đi tiếp, và có khả năng là
có khả năng là đi lập nghiệp đổ trên Thái Nguyên á, đúng không? Cái Vâng, dự định như đang vậy đúng không? bảo lên Thái Nguyên dạy tái dạy từ làm ăn bảo thế. Rồi cho tới năm 1989 thì có một người lớn tuổi đầu râu tóc bạc gì đó là Vâng. đi tìm về đến ở chỗ nhà của cái cô gái 9 tuổi năm xưa và vào đó hút thuốc Vâng. lào thì mới nói cái gì mà cọc đi tìm trâu cái gì đó Ông chứ cậu. anh tức là vào nhà ông con của ông em. Con trai thứ ba của ông em Và trai ruột đấy. nếu có chăng á, nếu có chăng thì chắc là người ta có người ta chỉ hoặc là Vâng. cũng hỏi được tung tích, nhưng mà theo Tuấn Vị Vâng. nghĩ thì thông tin đó thì theo Tuấn Vị nghĩ là cũng cũng nó hơi mập mờ, bởi vì ở cái vấn đề đó nếu ví dụ như mà thực sự á, là anh em đã nhận được nhau thì hãy lên tiếng cho nhau biết chứ cớ sao phải đi nói mập mờ chi cho nó khó hiểu đúng không? Nhưng mà không biết là lúc mà đi ấy, lúc mà bác dẫn hai con đi ấy, thì bố chồng em ấy bảo là mẹ chồng em thì chưa có con thì bảo là để cái cô Doan này ở nhà. Thế nhưng mà bác không để được, cũng có nghĩa là có ông anh giai là ở đi sang Trung Quốc làm ở bên đại sứ Trung Quốc thì là gửi tiền về thì hai anh em bố chồng em mấy bác ở nhà đánh bạc hết. Thế là bác về bác nói thì là tức thì là bán đất để mang con đi. Rồi ok chị, Đấy. rồi cái vấn đề đó thì Đấy, nó là như thế. bây Nhưng giờ mà thế sau này cái nè. lúc không, em không biết là giận nhau cái gì, nhưng mà xong lúc về là về nhà ông bác thứ ba là con em là con của em trai lại bảo mượn điếu để xin điếu thuốc lào, xong rồi hút ông lại bảo là Châu đi tìm cọc chứ cọc không phải đi tìm Châu. Lại nói như Rồi, thế thì em nghĩ ok. là hay là giận dỗi cái gì. Thôi bây giờ chủ yếu là lấy cái thông tin thì con cháu mà có nghe được cái thông tin này đó thì Vâng. có ai là có người ông tên là Mai Xuân Sinh, rồi có Vâng. người cha tên là Mai Xuân Ri, cha hoặc Vâng. ông hoặc chú gì đó thì Vâng. có người trùng tên đó, thì mong cộng đồng lên tiếng. Vâng. Và cái hướng trước đây là hướng là đi lên hướng Thái Nguyên thì không biết Vâng. là trong quả thực rồi sau đó có những cái trở ngại gì, có đi tỉnh nào thì hay không thì không biết, nhưng thông tin là như vậy. Thì nếu Vâng. có trong cộng đồng có ai biết thì mong cộng đồng chúng ta hãy cùng chung tay và giúp đỡ và báo tin giùm, thì có ai báo gì thì em sẽ cho chị biết nha, chị Vâng. Hạ nha. Và em báo Minh Tân Vĩ là nếu mà tìm được chúng em thì chị em chúng em thì gia đình chúng em cũng tha thiết tìm bác với anh thất lạc. Thế nhưng mà nếu mà ai mà báo tin mà tìm được của gốc gác của bác em và của anh em thì con cháu của ông và của bác thì em xin hậu tạ 20 Rồi, triệu. rồi em xin ghi nhận nha chị nha. Rồi chúc chị Vâng sức ạ. khỏe nha, có ai báo gì em cho chị hay Vâng. nha. Anh Rồi. và em chúc Tấn Vĩ để lên chương trình coi như là em ngày nào xem, đêm nào xem, không bỏ sót cái buổi nào đâu. Rồi, giờ chúc Vâng. sức khỏe chị nha. Bye Vâng. bye chị. Vâng. Em bye bye Tấn Vĩ nha. Vâng, bye bye. Vâng. Em cảm ơn nhiều nhé. Vâng. Rồi anh cho em biết tên của anh ha. Là Trần Việt Hùng Anh Hùng hiện tại là ở tỉnh nào anh? ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu. Hôm Vâng. nay anh Hùng kết nối là để kiếm ai anh? Là kiếm cháu ruột đấy, cháu ngoại. Kiếm cháu. Cháu Vâng. tên gì anh? Là Cao Thanh Nhã. Cao Thanh Nhã anh. Vâng. Cao Thanh Nhã là sinh năm mấy anh? Cháu sinh năm 1974. Rồi thất lạc năm nào? Cháu phải thất lạc, nhưng mà ngày xưa ấy, là bố lính bố nó mất. Rồi cái bắt đầu nhà mấy ngày giải phóng xong cái đi vào giải phóng cái về kinh về 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 Phú Túc ở xong cái vào đi kinh tế vào kinh tế đó thời gian vào kinh tế cũng khổ cực quá. Bắt đầu cái mẹ nó bảo thôi gửi cho bà nội nó có điều kiện này thì gửi về cho bà nội nó ở nghe nói ở chỗ Rạch Sỏi ấy, mà đi qua chỗ xuống Rạch Sỏi xong được qua qua đi qua 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 qua, qua bè có gì đấy rồi là xuống cái chợ nghe nói cái chợ An Hòa nó bàn bà nội nó bán cá xưa. Bà nội là Trần Thị Xuyến ấy. Bà nội tên Trần Thị Xuyến. Vâng, còn ông nội là Vũ Văn Biết, ấy, Cao Văn Biết. Có biết năm sinh của ông bà nội không? Dạ không, ngày sinh ông nhỏ thì nghe chị kể lại vậy thôi. Với lại có gửi cho bà nội nói này này, bà nội nói với chị đó là bây giờ
cái cô Liễu á, cổ có gia đình nhưng mà cổ không có con, thì mới gửi cháu nó đưa về cho cô Liễu nuôi. Đó, cô Liễu, Liễu nó lập gia đình, ngày xưa lập gia đình ở núi Sam Châu Đốc đó. Cô bán tạp hóa đấy. Dạ. Vâng. Vậy thì có khả năng là ở với cô Liễu hay sao? Dạ, đó, ở cô Liễu ấy. À, Vâng. dạ. Vậy là Cao Thanh Thanh Nhã là kêu cô Liễu bằng cô. Bằng cô, vâng, em của bố đó mà. Em của bố, dạ. Vâng, em bố là Cao Văn Hai ấy. Dạ, à, bố là Cao Văn Hai. Vâng, mà anh bị chết rồi, anh chết năm 75 á, Dạ. anh chết được 100 ngày giải phóng đấy. Dạ. Vậy là anh là bên ngoại à? Vâng, bên ngoại. À, anh bên ngoại Dạ. tìm tìm cháu ngoại. Vâng, cháu ngoại. Dạ. Vậy rồi mẹ cháu thì là sao anh? Mẹ cháu là bây giờ ở cũng ẩn ở Suy Nho á. À. Vâng, vẫn ở đấy, giờ mẹ cũng già lắm rồi. À, bố đi lính chết. Vâng, bố lên chết chôn Dạ. ở ngày xưa, chôn ở Rạch Sỏi, mà chỗ đó là cái không phải cái nghĩa trang, là cái nghĩa tỳ thôi Dạ. đó. Đấy, rồi xong giải phóng đó, bắt đầu cái gia đình bên ngoại này mới về 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 Phú Túc, ở về Túc Chưng đó, Dạ. ở đó xong cái đầu vô kinh tế mới. À, bộ kinh tế thì bây giờ mình còn ở kinh tế mới này đó, ở Suối Nho, Suối Nho Long Khánh đó, Dạ. ở đó. Rồi bắt đầu mẹ nó mới thấy trong gia đình bà ngoại bên này này thì cũng khổ, trong kinh tế thì tôi biết rồi đấy, ngày xưa nó khổ lắm, điều kiện đâu có đâu, thì chị mới bảo là thôi đưa cháu nó về nội để thăm nội nó. Ai ngờ xuống nội là gửi nội luôn, Dạ. gửi nội nó với Rạch Giá Kiên Giang đó. Dạ. Đó, ngày xưa ông nội nó ở đằng sau tòa tòa án ở dưới đấy đấy Dạ. đấy. Cao Thanh Nhã là sinh năm mấy anh ha? Sinh năm 74 đấy, tuổi À, cọp rồi, tuổi dần 74. Dạ. Là trai anh ha? Là trai. dạ trai, con trai. vâng Dạ, vâng dạ. Thì vậy là bố của Cao Thanh Nhã là Cao Văn Hai. dạ đúng rồi. Dạ, mẹ tên gì anh ha? Mẹ là Trần Thị Dung. Mẹ Trần Thị Dung. Dạ. Vâng. Rồi, cũng hy vọng là qua câu chuyện của anh thì có thể là gia đình nghe được hoặc là hàng xóm có ai biết được thì người ta sẽ báo tin cho mình. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi, thì em xin tóm tắt lại đó là hôm nay anh lên kiếm cháu của anh tên là Cao Thanh Nhã sinh năm 1974. Vâng, đúng Dạ. rồi. Bố tên là Cao Văn Hai, mẹ tên là Trần Thị Dung. Đúng rồi bạn. Dạ. Còn ông nội tên là Cao Văn Biết. Đúng Bà rồi. nội tên là Trần Thị Xuyến. Dạ, đúng rồi. Dạ. Hồi nãy anh có nhắc tới bà cô tên gì quên rồi. Bà cô tên là một bà cô nhà nhà ông nội nó là có bốn anh em, là anh cả là Cao Văn Hai đi lính chết rồi đấy, Rồi. rồi tới chú tiếp là chú ba, rồi Dạ. tới là cô Liễu, là cô út, là cô Lệ. Ồ. Thế không? Dạ. Rồi em đã nắm được cái nội dung rồi. Rồi Dạ. em cập nhật lên rồi hy vọng là có ai biết thì người ta báo cho mình. Xin cộng đồng giúp đỡ dùm, biết cháu ở đâu thì xin hậu tạ 500 đô. Dạ. Rồi ok anh nhé, rồi có ai báo em cho anh hay. Dạ. Rồi rồi, bye Vâng. anh. Dạ. Vâng, cảm ơn tấn vị rất nhiều. Dạ 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 dạ.